Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết là một trong những công cụ, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Kinh nghiệm cho thấy, những nghị quyết được xây dựng xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, có mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với lòng dân thì sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống và đem lại những hiệu quả thiết thực. Từ phong trào hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã minh chứng rõ nét cho bài học kinh nghiệm nêu trên. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Tiếp nối thành công đạt được thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn đang tiếp tục phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 22 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành nghị quyết số 12 về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Sau khi nghị quyết được ban hành, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, quán triệt đến các thôn và toàn thể nhân dân. Mục tiêu nghị quyết là vận động nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề và động lực để phát triển kinh tế xã hội và xây dựng huyện Triệu Sơn trở thành đô thị trong tương lai. Theo đó, huyện Triệu Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn nói riêng. Từ đó, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng. Từng thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã thị trấn đã tích cực bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt từng trường hợp cụ thể để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Do vậy, ngay từ khi mới triển khai nghị quyết đã tạo được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo nhân dân. Nghị quyết 12 cũng xác định rõ mục tiêu, phương pháp, cách làm phải đồng bộ hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân, kết hợp nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách nhà nước với nguồn lực đóng góp của nhân dân, kết hợp nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng phát triển đô thị. Cấp ủy Đảng, chính quyền thì tập trung là phân công cho từng thành viên phụ trách từng cơ sở thôn để chịu trách nhiệm chính cho đến sản phẩm cuối cùng. Về ban chỉ đạo thì có cái thường trực ở bên trên là từ bí thư cho đến hai phó bí thư là những cái người mà theo dõi các cái đôn đốc, theo dõi nắm bắt cho từng các cái thành viên của mình được đến cơ sở để rồi nhanh chóng có những cái gì đó là chưa đáp ứng được nhu cầu hoặc là còn một cái gì đó là khúc mắc hoặc là những người dân cần giải thích thì tập trung xuống để rồi giải thích với người dân để rồi người dân tập trung để tham gia để làm tốt cái công tác hiến đất của mình. Chúng tôi triển khai và phổ biến đến toàn đến cán bộ đảng viên là yêu cầu cán bộ đảng viên phải đầu tàu đi trước để cho nhân dân theo sau. Thế là hiện tại trong diện bộ chúng tôi là có 35 đảng viên. Thì trong đó hiện giờ là chúng tôi đang xây điểm là cái tổ số 9 của dân cư Loan Hồ Trang là 3 cái ủy nằm ở tổ số 9 cả. Thì chúng tôi xây dựng cái tổ số 9 này là để làm mẫu để cho bà con nhân dân nhìn thấy để học tập. Tổ của chúng tôi đây là triển khai rất nhanh. Mà cái tinh thần dân thì thực tế là người ta rất phấn khởi hào hứng. Nên cho nên là cái triển khai là như đây số dân đây là người ta làm trước. Thì đến bây giờ là cũng cơ bản là tới 95% là hoàn chỉnh rồi. Nhưng không phải là cũng không có vấn đề gì cả. Chứ còn cái số hoàn thiện thì đây là vướng mắc một cái số là cái hoàn cảnh. Thì tổ lại tập trung góp lại để ủng hộ những cái gia đình đó. Nghị quyết số 12 của huyện Triệu Sơn ra đời đúng thời điểm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện và phù hợp với lợi ích chung của nhân dân. Do vậy, đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện. Điển hình như tại xã Thọ Vực, nhân dân đã hiến được 13.200m2 đất, xã Dân Lý trên 10.000m2, xã An Nông trên 8.000m2, xã Nông Trường gần 3.000m2, xã Xuân Thịnh trên 4.000m2. Đến nay, tính chung toàn huyện Triệu Sơn, nhân dân đã hiến trên 100.000m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Nhân dân hiến đất mở rộng đường ấy, thì sẽ thực hiện là cái mặt đường là 10m5 trở lên. Nhà huyện sẽ đầu tư và có cái hỗ trợ nhân dân là xây lại tường rào với giá trị là 200 triệu trên 1km tường rào. Đối với đường cấp xã thì xã làm chủ đầu tư, huyện sẽ hỗ trợ là 200 triệu đồng trên 1km.
Đối với cấp đường thôn thì huyện cũng có cái hỗ trợ 50 tấn xi măng trên 1 km để thực hiện cho cái làm đường. Và đối với đường ngõ xóm thì huyện chỉ hỗ trợ là 20 tấn xi măng. Cũng xuất phát từ chủ trương của huyện Thiệu Hóa và yêu cầu xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chi bộ thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm đã bàn bạc thống nhất ban hành nghị quyết về việc vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông trên địa bàn toàn thôn. Nhờ chủ trương đúng và cách làm phù hợp, nghị quyết đã được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Gia đình ông Nguyễn Đình Khiết và gia đình ông Nguyễn Đình Ngạn ở thôn Đồng Bào đã tự nguyện phá dỡ hai gian nhà với tổng diện tích gần 80 m2 hiến cho địa phương mở đường được rộng hơn. Nhờ có các gia đình tự nguyện hiến đất, đoạn đường này trước đây bị thắt cong hình chữ C chỉ rộng 1,6 m, nay được mở rộng lên hơn 4 m. Những ngõ xóm ở đây trước kia rất chật hẹp, ô tô không vào được, thì nay bà con đã tự nguyện phá tường bao giữa các công trình kiến trúc của gia đình để mở rộng đường, giao thông đi lại thuận tiện hơn, làm cho diện mạo của thôn khang trang, sạch đẹp hơn. Vì cái chủ trương đường lối của nhà nước là xây dựng nông thôn mới nâng cao, mở rộng đường cho nên gia đình cũng tư tưởng nói chung là cũng rất chi là tâm lý tư tưởng rất thoải mái, không sao hết. Bởi vì cái này là mình thực hiện đúng. Ngoài cái việc tháo dỡ xong thì chúng tôi cũng sẽ có cái hỗ trợ một phần xây dựng lại các cái tường rào rồi các cái công trình tháo dỡ hỗ trợ lại cho hộ. Và bà con nhân dân trong thôn thì 100% là đóng góp để gọi là có cái tiền xây dựng nông thôn mới. Xã Minh Tâm là một trong 6 xã của huyện Thiệu Hóa về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Thành công này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây sau 3 năm thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Không những vậy, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao ở đây một lần nữa khẳng định khi chủ trương nghị quyết ban hành hợp với lòng dân thì mọi việc lớn hay nhỏ đều thành công, khơi dậy được sức dân để lo cho dân. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Minh Tâm đã tổ chức tuyên truyền một cách sâu rộng đến các ngành, các đoàn thể, đến các chi bộ và toàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện mở rộng đường theo hướng hiện đại, văn minh. Ngay từ những đầu năm 2022, với khí thế hết sức sôi nổi, nhân dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường với phương châm là nhà nhà hiến đất để có những tuyến đường mới, đẹp, thẳng, tạo điều kiện để kinh doanh sản xuất, giao thương hàng hóa giữa xã này và xã kia. Cho đến thời điểm này thì cả xã đã kêu gọi vận động được 2.266 m2 đất. Bên cạnh những chủ trương chính sách đúng, hợp lòng dân, trong quá trình triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy đảng cũng rất chú trọng đến công tác tổng kết thực tiễn, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Đồng thời, công tác biểu dương khen thưởng cũng được chú trọng nhằm tạo ra động lực tinh thần, khích lệ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện nghị quyết. Bên cạnh đó, vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên cũng phải được phát huy cao độ. Phải có những cán bộ đảng viên gần dân, hiểu dân, đi sâu, bám sát với tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, không chỉ vận động tuyên truyền mà còn phải lắng nghe tâm tư tình cảm của dân, luôn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của dân. Xây dựng nghị quyết là đưa cuộc sống vào văn bản, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết là đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đây là một quá trình biện chứng, là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng ta. Nghị quyết phải mang hơi thở của cuộc sống, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với lòng dân thì mới có thể dễ dàng đi vào cuộc sống và có sức sống mạnh mẽ, vững bền.